chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến xây thì khó phá thì dễ nguyễn đình biên đã tự mình đào hố cho mình thật đáng tiếc cho một người đã trở cờ ngược với dòng chảy của dân tộc chắc vì mấy đồng đô la và con cháu lão đã được ngoại bang cho định cư bên trời tây nên lão mới hăm hở bán rẻ lương tâm tổ quốc nhiệt tình như vậy chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết chủ nghĩa mác lenin không hề lỗi thời đã bị lịch sử đào thải như ông nguyễn đình bin ngộ nhận bài viết của nguyễn tiến trung ngày ba mươi tháng bốn hai nghìn hai mươi hai vừa qua ông nguyễn đình bin nguyên là ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao đã đăng tải trên facebook cá nhân của mình về cái gọi là cuộc chiến ba mươi năm tại việt nam một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một nghìn chín trăm bảy mươi lăm trong đó lòng vào cuộc chiến tranh ái quốc của dân tộc ta chống ngoại xâm là cuộc nội chiến, là cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Thậm chí ông Nguyễn Đình Bin còn cho rằng đảng nhà nước Việt Nam cần xây tượng đài tưởng niệm những người lính Việt Nam Cộng Hòa, phong liệt sĩ cho 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận ở Hoàng Sa năm 1975, gia đình những binh lính này được hưởng chế độ liệt sĩ. Đáng nói hơn, một người lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước đã từng giữ những cương vị lãnh đạo ở nhiều bộ, ban, ngành, từng là ủy viên trung ương đảng, thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao. Nguyễn Đình Bin đã lật sử khi cho rằng, mặt khác, sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống sầu chủ nghĩa ở Đông Âu, cũng như cải cách mở cửa của Trung Quốc từ 1978 và đổi mới về kinh tế ở Việt Nam từ 1986, đã chứng minh hùng hồn là mô hình kinh tế sầu chủ nghĩa theo quan điểm Mark Lenin đã thực sự lỗi thời đã bị lịch sử đào thải trong khi đó tất cả các quốc gia phát triển nhất giàu có nhất văn minh nhất trên thế giới mà nước ta đang ra sức phát triển quan hệ hợp tác tranh thủ vốn đầu tư khoa học công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý chẳng có một nước nào theo con đường mark lenin và chủ nghĩa xã hội cả để từ đó nguyễn đình binh kêu gọi đảng cộng sản việt nam phải đổi mới về chính trị bỏ chủ nghĩa mark lenin những phát biểu của nguyễn đình bin cho thấy rõ của một con người đã đang tự diễn biến tự chuyển hóa và cần phải lên án hiện nay rõ ràng nguyễn đình bin đã hiểu nhầm tính chất của học thuyết chủ nghĩa mark lenin sự nhìn nhận đánh giá thiên cận lệch lạc không đúng về thực tiễn công cuộc xây dựng phát triển đất nước ta đó là sự thiếu tỉnh táo hời hợt trong xem xét đánh giá về bản chất của chủ nghĩa tư bản cũng như bị ảnh hưởng của những luận điệu chuyên truyền chống phá thù địch thấp độc để từ đó bài viết của nguyễn đình bin là cơ hội để cho các cá nhân tổ chức chống phá thiếu thiện chí với việt nam như bbc tiếng việt rfa việt tân hay một số kẻ trở cờ như mạc văn trang nguyễn quang nga lợi dụng để phủ nhận lịch sử chuyên truyền chống phá đảng nhà nước việt nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước nguyễn đình bin đã quên đi rằng để có được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong 36 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng và nhà nước Việt Nam đã có những bước đi dũng cảm về nhận thức, sự đổi mới mạnh mẽ về chính sách kinh tế xã hội. Đó là bước chuyển từ nền kinh tế bao cấp hoàn toàn dựa trên sở hữu công cộng sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ một nhà nước theo mô hình chuyên chính vô sản sang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa từ một nước gần như khép kiến sang một đất nước mở cửa hội nhập quốc tế toàn diện ngày càng sâu sắc về kinh tế chính trị ngoại giao văn hóa xã hội đảng nhà nước ta đã kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mark lenin đổi mới mạnh mẽ để đưa đất nước việt nam phát triển theo mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh ấy vậy mà giờ đây một người nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ ngoại giao lại đi xuyên tạc phủ nhận lịch sử về ngày 30 tháng 4 1975, thậm chí lại đòi từ bỏ chủ nghĩa Mark Lenin để đi theo con đường của các nước tư bản chủ nghĩa. Nhắc đến trường hợp của Nguyễn Đình Pin, Mạc Văn Trang hay Nguyễn Quang Nga để chúng ta hết sức cảnh giác với những quan điểm sai lầm, xa rời chủ nghĩa Mark Lenin, xa rời lý tưởng cách mạng cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn, xa rời những thành tựu cách mạng to lớn mà bao thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống đã cống hiến hết sức lực trí tuệ và thậm chí là cả tính mạng cho dân tộc để chúng ta tránh bệnh chủ quan giáo điều khi vận dụng chủ nghĩa mark lenin vào công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước đúng là xây thì khó phá thì dễ nguyễn đình bin đã tự mình đào hố cho mình thật đáng tiếc cho một người đã trở cờ ngược với dòng chảy của dân tộc chắc vì mấy đồng đô la và con cháu lão đã được ngoại bang cho định cư bên trời tây nên lão mới hăm hở bán rẻ lương tâm tổ quốc nhiệt tình như vậy